Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật. Hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 96. Chúng ta tiếp tục triển khai về Kinh Pháp Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa tiếp theo. Và kỳ này là kỳ 31. Phẩm Đề Bà Đạt Đa tiếp theo. Bữa trước thì chúng ta học tới cái đoạn là Đức Phật giới thiệu rằng là cái nhà vua mà thời quá khứ mà ham học Kinh Pháp Hoa đó, thì hiện nay là Phật Thích Ca. Còn cái vị tiên A Tư Đà mà là truyền cái bài kệ nói Kinh Pháp Hoa cho Phật với cái giá rất là đắt, là phải hầu hạ cả ngàn năm đó, thì ngày nay là Đề Bà Đạt Đa đấy. Đức Phật vì ham mộ Kinh Pháp Hoa mà ngày nay đã thành Phật. Còn Đề Bà Đạt Đa thì cũng có tiếp thu, cũng có biết được chân lý, nhưng mà vì còn lấy cái hiểu biết, cái chánh pháp mà làm cái phương tiện sinh sống để phục vụ, để đặt cái điều kiện người ta làm, người ta phục vụ cho mình. Vì vậy mà cái đạo quả nó chậm trễ hơn, nó không đem lại cái kết quả tốt đẹp nhanh chóng. Cho nên giờ đây kiếp này thì Đề Bà Đạt Đa cũng còn là người tu hành trong đạo Phật, nhưng mà là học pháp với Đức Phật mà thôi. Và cái chất mà cái người mà không lành đó, nó vẫn còn cho tới ngày nay. Cho tới cái thời kỳ hiện tại cũng tu hành và có tương quan tương duyên nhau, cho nên gặp gỡ lại trong hoàng thân quốc thích với nhau. Nhưng mà cái tâm hại nhau và cạnh tranh quyền lợi địa vị vẫn còn. Thì nhắc tới cái chuyện đó, toàn thể Phật tử chúng ta để ý, giả sử bách thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo quần tự thọ. Cái nghiệp về thân, về khẩu, về ý của mình, mình tạo ra cái nghiệp thiện hay ác đó, trăm ngàn, trăm đời ngàn kiếp, cái nghiệp đó nó không có mất. Khi mà nhân duyên mà nó hội ngộ thì cái quả báo nó hiển lộ ra. Vì cái nhân, cái chủng tử mà bất thiện thì nó cũng còn lâu dài, mà cái chủng tử thiện thì nó cũng còn lâu dài và nó nhân mãi lên. Đức Phật ham học ham tu thì ngày nay được thành Phật. Nhưng mà Đức Phật đã vẫn thọ ký cho rằng Đề Bà Đạt Đa sau này thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai. Sau khi Phật Thiên Vương nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ ở đời 20 tiểu kiếp, nhờ cúng dường tháp bãi báo, đựng toàn thân sáu lợi của Phật Thiên Vương mà chúng sanh được
Quả A La Hán, Bích Chi Phật và Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề. Thì tuy là Đề Bà Đạt Đa là ác như vậy, có chủng tử bất thiện như vậy, nhưng mà như chúng ta học, cái hiện tượng thì có thiện, có ác, có sanh, có diệt. Còn cái bản thể bất biến thì là nó vẫn là chung cùng. Cho nên cái chuyện mà diệt sanh, sanh diệt là hiện tượng. Thiện ác nó tùy theo cái vô minh hay là giác ngộ. Thế tỉnh thức thì nó trở thành cái hiện tượng, nó biểu lộ ra những cái hành động thân khẩu ý, nó giác ngộ, nó sáng suốt. Còn không tỉnh thức mê muội thì nó biểu lộ ra thân khẩu ý bất thiện, vô minh, đau khổ. Chứ còn cái Phật tánh thì vẫn là trường tồn, bất biến. Bất biến mà vẫn tùy duyên, dầu tùy duyên mà vẫn bất biến. Đức Phật bảo các tỳ kheo rằng: trong vị lai, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe phẩm Đề Bà Đạt Đa mà sanh lòng trong sáng, kính tinh không nghi ngờ, thì những thiện nam thiện nữ ấy không đọa vào ba đường ác, được sanh nơi các nước Phật, và chỗ người đó sanh thường được nghe kinh diệu pháp liên hoa. Còn nếu sanh vào quả nhân thiên thì hưởng sự vui mừng tột cùng. Nếu sanh ở trước mặt Phật thì từ hoa sen hóa sanh. Cái đoạn này để ý ra, để ý nó từng ý nghĩa một. Cái người nào mà nghe cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này mà sanh cái tâm cung kính, mà tin một cách tận đáy lòng, không ngờ vực, thì cái người này á là không đọa vào ba đường ác, được sanh nơi các nước Phật. Vì sao mà phước đức lớn như vậy? Đó là cái chỗ mà phải để ý. Tin bằng cách nào, kính tin, mà kính tin bằng cách nào mà được phước lớn như vậy, được sanh vào ở nước Phật. Tin ở đây là không phải mà mình nghe rồi mình tin, rồi mình đọc, rồi mình lễ bái cái chương kinh này, cái phẩm kinh này. Mà tin đây á là phải tin rằng cái hạng cái người, hạng người mà trong kinh gọi là nhất xiển đề. Đề Bà Đạt Đa là nhất xiển đề. Xiển đề có hai thứ: phương tiện xiển đề và nhất xiển đề. Nên để ý, nhất xiển đề là cái hạng các kinh điển tiểu thừa ta cho rằng không có thành Phật được. Hạng này nhất định là phải đọa vào, quyết định là phải đọa vào địa ngục mà thôi, không thể thành Phật được, gọi là nhất xiển đề. Trung Hoa dịch là tính bất cụ. Tính bất cụ là người đó không có cái đức tin. Đối với Tam Bảo thì theo kinh điển tiểu thừa thì đọa vào ác đạo mà thôi. Nhưng mà với cái tư tưởng của Đại Thừa thì trước đây tôi có nhắc cái câu chuyện mà của Huệ Sanh Thiền Sư, mà ở chùa đây nó có cái từ ngoan thạch điểm đầu cái tấm biển, là trong hàng, trong cái chốn tổng lâm, các hàng tu sĩ tranh luận nhau về vấn đề nhất xiển đề thành Phật hay không thành Phật. Thì những cái người mà tiếp thu cái tư tưởng kinh điển tiểu thừa, kinh điển phương tiện thì đều là cho rằng nhất xiển đề là không có thành Phật được. Nhất xiển đề là cái người mà xuất Phật thân quyết, phá hòa hợp tăng, sát phụ sát mẫu, tức là giết cha giết mẹ, giết A La Hán,
làm cho thân Phật chảy máu, phá sự hòa hợp của tăng, là người đó gọi là người nhất xiển đề. Thì Đề Bà Đạt Đa hiện đời là có âm mưu xô đá đè Phật cho chết, nhưng mà đá không đè, mà nó chỉ dâng đá rồi nó làm cho Phật nghĩa là dập chân thôi, dập chân chảy máu, chảy máu khá đau, phải có thầy thuốc băng bó cho, thì cũng khá nặng. Đó là xuất Phật thân quyết. Còn Phá Hòa Hợp Tăng là Đề Bà Đạt Đa là tuyên truyền sách động công kích giáo lý của Đức Phật, lập ra một cái giáo đoàn mới để chia rẽ cái giáo đoàn của Phật, cấu kết với Thái tử A Xà Thế để làm giáo chủ về mặt tôn giáo, vua A Xà Thế thì làm vua về mặt chính trị. Thành ra rồi đề xuất Thái tử A Xà Thế thì giết cha mình là vua Tần Bà Ta La, còn Đề Bà Đạt Đa thì hạ uy tín Phật để lập ra cái giáo đoàn, để thống lãnh giáo đoàn. Thế thì là cái Phá Hòa Hợp Tăng và xuất Phật thân quyết có, cho nên là thuộc về nhất xiển đề. Lẽ ra thì kinh điển tiểu thừa thì không chấp nhận là thành Phật, là cái chuyện đó là cái chuyện từ lâu rồi. Nhưng mà chỉ cái tư tưởng đại thừa là Huệ Sanh thiền sư nghiên cứu kinh điển rồi tư duy là thấy rằng là theo cái đường lối giáo lý của Phật, khi mà mình mới thành đạo thì Đức Phật đã nói rằng là trong cái lúc mà Sa Mai và vừa lối giảng thì Đức Phật trí tuệ bừng sáng lên sắp thành đạo, thì ngài nhận thức được chân lý thì ngài nói rằng là rất là lạ thay và cũng rất là sung sướng thay, những cái trí tuệ, những cái sáng suốt, những cái đạo mà ta sắp thành tựu được, ta thấy rõ rằng trong tất cả mọi người đều có khả năng để đạt đến. Vậy mà từ hồi nào tới giờ tất cả đều là lặn hụp ở trong lục đạo luân hồi khổ đau mà không có lối ra, trong khi cái đạo mà ta thấy rõ đây thì tất cả mọi người đều có, mọi người đều có khả năng đạt tới cái sự giải thoát giác ngộ vô thượng đó. Thế thì là cái câu mà Phật mới thành đạo đã nói như vậy, điều đó để nói lên rằng là tới chừng mà kinh Pháp Hoa này mà thành tựu đó thì triển khai rằng trong mọi người đều có Phật tánh. Cho nên Huệ Sanh thiền sư mới dựa vào cái câu của Đức Phật mà mới thành đạo nói ra, chưa có kinh Pháp Hoa này, chưa có kinh Niết Bàn truyền sang ở Trung Quốc, thì các vị đều đồng ý với nhau, đa số là nhất xiển đề không thành Phật, chỉ có Huệ Sanh là thấy được cái chân lý dựa vào một câu nói của Đức Phật sắp thành là trong khi mới thành đạo đã nói, thì tư duy quán chiếu với chân lý thì thấy rõ rằng là mọi người đều là có thể thành Phật được hết, và mọi người là Phật. Thế thì lại bị bao nhiêu tu sĩ trong chốn các chốn tòng lâm đều công kích, thì Huệ Sanh thiền sư mới là lấy đá mà giả đò thính giả rồi thuyết về cái nhất xiển đề có khả năng thành Phật. Thế thì là đá đều là biểu đồng tình, coi như là lay động hết để biểu đồng tình rằng là cái thuyết đó là đúng. Kể từ đó đó mà ở trong tòng lâm nó có cái từ cái vòng ngoan thạch điểm đầu, tức là đá coi như ta gật đầu nhất trí rằng là nhất xiển đề có khả năng thành Phật. Do vậy cho nên cái người mà tin cái phẩm này là nó được cái phước đức lớn là ở cái chỗ là mình tin mình nhất xiển đề mà còn được thành Phật, huống chi là chúng ta là những người không phải nhất xiển đề. Do vậy cho nên cái Phật chất, cái tri kiến Phật ở trong mọi người của chúng ta đã sẵn đủ rồi, mà đã tin rằng mình có Phật chất, mình có cái tri kiến Phật sẵn đủ thì mình phát huy cái đó ra, phát huy Phật chất của mình, tri kiến Phật của mình ra, thì mọi người đều có thể thành Phật được đó chứ.
mọi người có sự an lạc, sự hạnh phúc thật sự đó chứ. Cho nên là tin là được cái phước lớn là gì, thì mình tin mình không khinh mình. Mình khinh mình là cái một cái tai họa vô cùng trầm trọng. Không tin quỷ thần bên ngoài, phỉ báng tất cả đều cái quả báo, cái kết quả của cái tội báo đó nó không nặng bằng tự mình khinh mình. Do vậy cho nên trước đây ta đã học là giả sử như có người mà phỉ báng Như Lai tội còn nhẹ, mà phỉ báng Kinh Pháp Hoa tội nặng hơn, là cái ý đó. Là vì cái người mà phỉ báng Kinh Pháp Hoa tức là mình không chấp nhận cái tri kiến Phật của mình, không chấp nhận cái Phật chất của mình, là mình khinh mình rồi. Mà mình khinh mình rồi, mình không chấp nhận tri kiến Phật của mình thì không bao giờ mình tìm đâu có ông Phật nào nữa hết. Do vậy mà đời đời phải khổ sở ở trong cái thấy biết của si mê, của u tối, của vô minh. Rồi vô minh nó tác động, nó hoành hành, không bao giờ có được sự an lạc. Do vậy mà cái tội nặng. Cho nên cái chữ đọc cái đoạn này để tin cái này là phước đức lớn lắm. Có thể sanh vào ở nước Phật. Ở đây gọi là sanh vào ở nước Phật. Mà nước Phật là đâu? Nước Phật là khi nào mà mình tin mà cái tâm mình là Phật. Chứ không phải là cái con người của mình là những cái mà kiến hoặc tư hoặc, những cái tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sang, những cái vui mừng buồn giận thương ghét là cái đó không phải là cái của mình. Mà mình tin rằng mình có Phật chất, có tri kiến Phật thì tâm mình thanh tịnh, và mình sống theo cái tâm thanh tịnh của mình vốn có, thì mình sinh ở đâu là chỗ đó gọi là nước Phật. Cái người mà tin cái tâm thanh tịnh của mình vốn có và trở về mà sống với cái tâm thanh tịnh vốn có của mình, là mình sinh ở đâu là mình ở nước, chỗ đó là nước Phật. Nói như vậy, hỏi chứ dựa vào đâu mà nói? Thì trả lời rằng dựa vào cái kinh mà mình đã học, kinh Như Bát Cật Phật dạy mà. Tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Thế cái tâm của con người thanh tịnh, không có phiền não, không có vô minh, không có mọi cái sự ưu tư sầu muộn, thì người đó ở đâu là cõi Phật ở đó chứ gì nữa. Cõi Phật là cõi gì? Cõi Phật là cái cõi của cái người tỉnh thức, cái người có chánh niệm, cái người mà không bị cái vô minh nó tác động, nó hoành hành, không bị những sự ưu tư phiền muộn khổ sở bởi vô minh, bởi dục vọng. Mà cái người mà cái tâm thanh tịnh, tin rằng cái Phật chất trên cái Phật của mình và sống với cái tâm tánh thanh tịnh đó, thế thì mình sinh ở đâu là cái cõi, chỗ đó đều là thanh tịnh hết. Thế là chỗ đó là cõi Phật này. Để ý giùm mấy cái chỗ này, chứ đừng có hy vọng ra là mình chết rồi mình mới sanh vào một cái cõi Phật, là cái cõi ở chỗ khác. Không có phải. Tin cái đó là không bao giờ mình tìm ở đâu có cõi Phật đâu. Để ý cái đó. Cho nên là nghe mà tin thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này không đọa vào ba đường ác, không đọa vào những cái tư tưởng hắc ám như là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cái mà đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là chính do cái tư tưởng hắc ám của mình mà nó có ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên cái đọa, không đọa vào ba đường ác ngay trên đời sống của mình đây nè. Đại chúng để ý mà sửa cái đó. Hằng ngày chúng ta có thể sống bằng tâm hồn ngã quỷ là vì chúng ta thèm thuồng, chúng ta ganh tị, chúng ta tật đố, chúng ta ác đức triệt hạ, muốn là quỷ diệt nhau. Thế thì là những cái dục vọng mà đua đòi hỏi, mà muốn đem về cho mình để nó sanh ra sự đau khổ đó cho mình ấy, là cái đó là sống bằng
cái tâm hồn ngã quỷ đó, rồi nó khổ đau cùng cực, thế là đọa vào địa ngục đó. Còn cái lẽ phải, lẽ chánh, lẽ mù tà, lẽ phải, lẽ trái không bất chấp, mà cứ đòi nằng nặc về cái ý muốn của mình thôi, mà luật pháp không đếm xỉa, dư luận không can thiệp, luật pháp không can, không sợ sệt, không đếm xỉa, dư luận cũng không đếm xỉa, thị phi nhân ngã gì, nghĩa là lẽ phải cũng không cần, ai nói cũng không cần nghe. Thế thì là trong lúc đó là ta sống bằng cái tâm hồn súc sanh, bởi vì súc sanh cũng là loài động vật, mà nó thua con người có cái là nó không hề biết đạo đức, nó không hề biết nhân nghĩa, nó không hề biết luật pháp, nó không hề biết lẽ phải trái, tội phước, cho nên nó là súc sanh. Chứ cũng nó cũng là mao đỏ, nó cũng là biết sống mới sợ chết, giống như con người, mà con người hơn nó, cùng là động vật mà hơn gọi là con người, là nó quý ở cái chỗ con người biết đạo đức, biết nhân nghĩa, biết lẽ phải, tôn trọng luật pháp trong một cái xã hội lành mạnh hơn. Còn bằng không thì tuy là đi hai chân nhưng mà sống với một cái tâm hồn súc sanh. Cho nên đây là nói là không đọa vào ba đường ác, là phải để ý mà tránh cái ba đường ác ở trong đời sống này. Còn sợ cái ba đường ác mà như là cái khổ ở địa ngục ở trong lòng đất đó, cái đó là không phải đệ tử Phật chân chính đâu. Cái đó là Phật giáo dần dàng quá, rồi làm cho người ta tưởng tượng có diêm vương quỷ sứ, chứ còn cái địa ngục thứ đó không cần sợ. Không có cái diêm vương quỷ sứ nào ở trong cái lòng đất mà đang lửa cháy nóng cả mấy ngàn độ trong đó, cho nên em có sợ cái đó. Đạo Phật mà cả đời Đức Phật là nhằm dạy cho mọi người tránh những cái khổ ở trên cõi đời này, để mà có một cuộc sống an lành hạnh phúc. Còn cái chuyện mà quyến hoặc quan đường đó đạo Phật không có. Do vậy cho nên là phải nói những cái cụ thể mới trúng đạo Phật. Bởi vì chữ địa ngục là tôi nói nhiều lần rồi, ta dịch là khả yểm, là những cái gì mà cảnh nào, trong hoàn cảnh nào mà đáng chán, đáng nhàm, đáng khinh chê, khả cụ, bất lạc. Bất lạc là không hề có sự vui vẻ nào. Trong một cái nhà nào đó mà luôn luôn là đau khổ, là cắn rứt, là cạnh tranh, là tật đố, là thù hèn, thì là đó là người đã sống ở trong cái địa ngục đó. Đó là cảnh bất lạc. Và cái nhà đó mình hết muốn ở nữa nổi rồi, mà có ở đi nữa là cạnh tranh, là đau khổ, là thù hèn. Thế thì đó là bất lạc, là khả yểm, là khả cụ đó. Cái người đó mình gặp cái mình thấy sợ à, đáng sợ, không có đáng, không muốn nhìn, không muốn nói, không muốn gần nữa, mà mình phải sống đó. Thì cái trường hợp đó là ta gọi là khả cụ đó, khả yểm, khả cụ, bất lạc. Hoặc là những cái tư tưởng mà kêu bằng quan tưởng, nó kêu bằng hữu và vô. Một cái tư tưởng mà chấp hoàn toàn, chấp hữu một cách phi lý, để rồi đau khổ vì sự cạnh tranh về hữu. Còn người thì nói là vô. Người thì nói là không có gì hết, không hề có tội lỗi, không hề có phước báo, không hề có ai có cái gì mà trừng phạt ai. Thế thì là cái người chấp đoạn kiến, chấp vô. Mà ở chung với cái người chấp hữu, rằng có một cái đấng siêu nhân siêu nhiên luôn luôn là cầm cân nảy mực để mà trị phạt mình. Thế thì là những cái trạng thái tâm hồn mà nó đọa vào bên chấp hữu hay là bên chấp vô, mà ở chung với nhau, nó trở thành một thứ đau khổ ghê gớm, cũng là nó thành ra địa ngục. Chứ địa ngục ta dịch là vậy đó. Chứ đừng có sợ cái thứ địa ngục chết rồi mới lọt vào trong đó. Cái đó không có, dứt khoát không có. Kinh Lăng Nghiêm học rồi, dứt khoát chữ địa ngục cũng có, không có cái cảnh nào khác. Cũng như cảnh giới Phật không cần ở trên sinh qua bay cao nhảy xa qua một cảnh khác mới thành Phật được, mà thành Phật ở cõi này.
bằng cớ là Đức Phật Thích Ca thành Phật, có vô thượng niết bàn, vô thượng bồ đề ở trên mặt đất này, thì địa ngục cũng ở trên mặt đất này, cũng ở trong những cái tâm hồn của những cái người mà ở trong cái hoàn cảnh mà bất lạc, chấp vô chấp hữu, ở trong hoàn cảnh khả yểm khả cụ khổ khí, là đọa địa ngục đó. Cho nên nghe phẩm Đề Bà Đạt Đa mà kính tin là biết được Phật tánh của mình, là sống đúng cái Phật tánh thanh tịnh của mình, là mình không đọa vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh ba đường ác là vậy. Cho nên tôi nói cái này đó, các Phật tử để ý rồi các vị tư duy. Còn cái chuyện mà nghe không nghe thì các vị cũng tùy thôi. Chứ còn cái người tôi bây giờ mà tôi mới thấy rõ, tôi nhắc cho đại chúng biết, Bồ Tát Thường Bất Khinh hồi xưa, người ta nói Bồ Tát Thường Bất Khinh là ông tỳ kheo khùng đó. Nhưng mà tại vì trong kinh ấy, người ta dùng cái người ta xài xẻ ông tỳ kheo này, ông tỳ kheo vô trí, người ta nói văn hoa bóng bẫy, người ta nói rằng là trong kinh dùng cái chữ là, mọi người cho rằng ông tỳ kheo này là ông tỳ kheo vô trí. Chứ vô trí là gì? Vô trí là không có trí không. Mà không có trí không là nói ngược cho rõ ra là gì? Là ta nói ông tỳ kheo khùng. Rồi trong thời gian gần đây đó, có những cái vị mà họ nói kinh điển, họ khuyên đời tu hành, họ khuyên đời tu hành tránh những điều ác, làm những điều lành để lợi lạc cho nhiều người, thì họ cũng tự xưng họ là ông đạo khùng. À, bây giờ tôi mới tỏ ngộ cái chân lý khùng. Thế thì là bây giờ mà tôi giảng kinh cái kiểu của tôi đi lớn quá, là người ta nói tôi cũng là khùng. À, tôi giảng địa ngục cái kiểu tôi là người ta dám nói tôi khùng đấy. Nhưng mà thật sự nếu mà các vị nói tôi khùng thì tôi cũng chấp nhận tôi là đạo khùng cho rồi, pháp sư khùng. Chứ bởi vì các vị sợ cái địa ngục đó là nó ở trong cái lòng đất đó, ở dưới đất. Còn tôi thì tôi thấy là các vị biết là đất này không có dưới rồi. Đất này không có dưới, nó giống như cái bong bóng nó lơ lửng ở trong không gian đó. Bao nhiêu cái mặt trăng cũng là một cái lơ lửng, mặt trời cũng lơ lửng, kim tinh, mộc tinh, thủy tinh, quả tinh thì cũng đều lơ lửng trong cái vũ trụ này. Thế thì dưới là dưới chỗ nào? Cho nên cái dưới đất mà địa ngục là không có rồi. Còn nó trong lòng đất là bây giờ người ta khoan vô cỡ, nghĩa là 10.000 cái số dưới là toàn là cái phúc, là cái nước, nghĩa là mấy ngàn độ, khoan chừng 10.000 thước à, là cái nước đóng mấy ngàn độ rồi, khoan nữa là không có mũi khoan nào mà chịu nổi, nghĩa là nó chảy ra hết rồi. Toàn là lửa, là độ nóng không ở trong. Thế thì là địa ngục ở đâu, diêm vương ở đâu, nó ở trong mà nó chờ người ta vô đó đặng nó hành hạ người ta. Cho nên trong lòng đất cũng có, dưới đất cũng có. Mà chữ địa ngục là khả yểm, khả cụ, khổ khí, bất lạc, vô hữu. Đó là lật Phật học đại từ điển ra, người ta trích kinh này kinh kia, cái chữ địa ngục là vậy, chứ không có trong lòng đất cũng có dưới đất. Cho nên cái người đọa địa ngục là có thể cái người còn sống nhanh mà vẫn sống trong địa ngục, vẫn sống bằng ngạ quỷ, vẫn sống bằng súc sanh. Mà Đức Phật dạy là dạy tính cái đó, gọi là tam ác đạo, ba cái đường khổ, do ác nghiệp mà sống trong khổ sở. Mà Phật dạy để tránh cái đó, để mà mọi người có cuộc sống an lành hạnh phúc. Tôi nghiên cứu kỹ rồi đó, nghiên cứu kinh điển kỹ rồi đó, có thể nói không sợ lầm nữa. Còn cái mà tiếp thu á, bằng lòng hay không bằng lòng á, thì cái đó cái quyền của đại chúng. Được sanh nay Đức Phật và chỗ người đó sanh thường được nghe kinh diệu pháp liên quan. Cái điều này tôi cũng tin đó. Cái người này nào mà tin cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này bằng một cách thâm tín, thì cái chỗ người đó một là sanh ra nước Phật,
như nói. Hai là cái người này sanh ở đâu là đều nghe kinh, được nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tôi nói ví dụ như cỡ tôi bây giờ thôi, mà bây giờ tôi ở đâu tôi cũng đều được nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa hết. Bởi vì tất cả những cái sự mê tín, những sự lừa đảo, những sự bịp bợm về tôn giáo, về siêu hình, về triết lý, bịp bợm tôi đâu có được. Kinh Pháp Hoa tôi đã học kỹ rồi. Phật là mình, mình phát hiện được cho nó hiển lộ ra hay không là do mình, chứ không có ông nào làm cái gì cho mình được hết. Do vậy cho nên bất cứ một cái hiện tượng mê tín nào tôi nghe đều là không bao giờ vô lỗ tai tôi được, mà cái kinh Diệu Pháp Liên Quan nó ở trong đầu tôi rồi là không có bao giờ có mê tín được. Chẳng hạn như cái vụ mà ông thầy mà trị bệnh người ta, rồi trị bệnh rồi đào đất tới đâu rồi nó rải cái chất vàng tới đó để cho cái người chủ đào muốn chết đưa vàng thiệt, mà để đi đào lấy thau lấy thiết vàng vàng vậy thôi. Đối với cái đó mà cỡ như cái người mà có học kinh Pháp Hoa sao đào được. Kinh Pháp Hoa vàng ở trong của mình làm ra mới có chứ, vàng mà đào ở dưới đất mà lấy, nếu mà vàng đào mà lấy được thì cái thằng cha thầy này sao nó không đào, nó để đi nó lấy vàng của mình. Nó đòi mình đưa cho nó một chỉ, rồi nó chỉ cho mình đào chút, mình lượm được cái miếng vàng vàng. Rồi nó đào nữa, đào công sống ra cái là cả mấy khối đất nữa mới lấy được vài miếng vàng vàng. Nó cứ thao thiết, nó dục cái đống mà, nó dục khéo léo không thấy mà. Thế thì là nó lấy của mình là hai ba đợt, hai ba chỉ vàng thiệt. Còn mình đào mình lấy ba cái thao, ba cái đồng. Báo đăng lần hấp ra nữa. Vậy mà người ta làm được để mất bao nhiêu chỉ vàng. Thì cái người mà học Diệu Pháp Liên Hoa vẫn rồi là không có tin cái đồ lặt vặt vậy được. Học Diệu Pháp Liên Hoa là phải tin nhân quả chứ. Mà nhân quả thì là trong đó kể cả cái thành Phật đi nữa cũng phải là dựa vào nhân quả thôi. Mình không làm ra mà mình đào như vậy là có. Làm bậy bạ có tiền ăn là sao có được. Mà cái rõ ràng là tại sao cái ông thầy đó nó không đào, nó lấy vàng của mình, mà mình thì đi đào để được nhiều hơn là nghĩa là sao? Cho nên các Phật tử để ý, học kinh rồi tư duy rồi quán chiếu rồi nó có sinh ra một cái thứ trí tuệ mà khó, người ta khó để lường gạt mình được. Món thành Phật là phải nhân quả chứ, phải đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc tầng sau hoặc vô minh hoặc thì mới thành Phật được. Rồi không đoạn trừ cái đó mà bây giờ mình đưa tiền mình cúng dường cho người ta, rồi người ta giả bùa ta chú nguyện cho mình, làm sao mình thành Phật được? Muốn có vàng thì mình phải làm ăn cái gì đàng hoàng á. Ở đây là đưa vàng thiệt cho ông thầy chỉ chỗ đạo, còn mình thì đi đào. Mà hỏi vàng ở đâu vậy? Không có, cứ đào vậy nó ra là sao có được. Cái nhân với cái quả không có ăn nhau là sao có được. Cho nên là cái người mà nghe tin cái này rồi là sanh ở đâu là người đó thường được nghe kinh Pháp Hoa. Nếu sinh vào nhân thiên thì là hưởng cái vui tột cùng. Cái người mà nhân thiên mà nghe mà kính tin cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này là người này cũng có hưởng cái vui. Hưởng cái vui là vì người ta biết người ta có cái Phật chất, ta có biết ta có người ta là Phật. Thế thì là bây giờ người ta không có nhờ cậy ai, người ta không có gửi gắm tâm hồn cho bất cứ một cái đấng siêu nhân nào, mà người ta thấy rõ. Thí dụ như mình bị một cái khổ, một cái khổ nào cũng đều có cái nhân của nó hết. Thế thì là cái người học đạo mà nghe mà tin nhân quả như thế thì khi mà có một cái khổ đến là ta truy tầm ra cái nhân này. Cái khổ vì yêu, thế là ta truy tầm cái nhân, đừng có yêu
hóa giải cái yêu. Cái khổ gì tham tiền mà không có nghị lực, không có khả năng mà tham tiền, thì mình phải biết rằng tham như vậy làm sao có được. Phải hóa giải chặn đứng cái tham đi. Không có cái nào không có. Cái khổ gì giận, giận thì mình biết rằng cái giận nó cũng có cái thực tính. Tại vì mình giận như thế, nếu mà mình thử tỉnh thức chút coi là cái giận nó tự mất mà. Thế thì mình đừng giận, mình hóa giải nó. Cái khổ gì ghét, thế thì mình nghĩ rằng ghét gì, mình ghét người ta cho nên là khổ. Thế thì bây giờ mình đừng ghét thì có sao không? Mình bỏ đi đừng có ghét. Kể như người kia chưa từng gặp mình chưa gặp người kia, vậy ta thử coi. Thì thí nghiệm cái là mình thấy rõ liền là hết khổ rồi, hết khổ gì cả. Thế thì là cái nào cũng có nguyên nhân hết. Do vậy mà cái người mà tin cái này, tức là ta tin về vấn đề nhân và quả, tin chắc chắn về vấn đề nhân quả không mất. Do vậy mà ở thì có người là cái người hưởng cái sự sung sướng. Lúc bấy giờ Bồ Tát Trí Tích Thị Giả của Phật, Đa Bảo xin bạch xin phép Phật Đa Bảo trở về nước. Đức Phật Thích Ca bảo Bồ Tát Trí Tích: Thiện nam tử, hãy chờ giây lát, ở đây có Bồ Tát Văn Thù, và ông cùng Văn Thù có thể cùng nhau ra mắt mà luận nói pháp màu, xong rồi sẽ về. Lúc bấy giờ Bồ Tát Văn Thù và các Bồ Tát tùy tùng ngồi trên hoa sen lớn, từ nơi cung rồng Ta Kiệt La trong biển lớn vọt lên trụ trong hư không, đến núi Linh Thú, từ hoa sen bước xuống làm lễ Đức Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca, kế đến hỏi thăm Bồ Tát Trí Tích rồi ngồi qua một bên. Đọc cái câu chuyện này, ta để ý Bồ Tát Trí Tích và Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Trí Tích, trí mà tích lũy là cái trí dồn chứa, cái trí mới có, mới tu, mới học, mới bồi dưỡng, nó mới nảy sinh cái trí đó ra, tôi gọi là trí tích. Thành ra Bồ Tát Trí Tích này là tiêu biểu cho cái trí hậu đắc, cũng gọi là cái trí sai biệt trí, cũng gọi là hậu đắc trí. Cho nên là nghe cái kinh Pháp Hoa này nè, tiếp thâu không có tốt đâu. Nghe buồn ngủ đó, buồn ngủ rồi mới là yêu cầu Phật Đa Bảo thu về, chứ nghe này con thấy mệt quá, buồn ngủ quá. Là vì nghe cái Pháp Hoa này mà cái trí mà cạn cợt là nghe là buồn ngủ thôi. Còn cho nên mới yêu cầu Phật Đa Bảo về. Mà cái ông Trí Tích này là thị giả của Phật Đa Bảo đấy, tức là cái trí tích lũy mà, cái trí sai biệt, cái trí hậu đắc. Còn Bồ Tát Văn Thù mà từ dưới biển mà vọt lên rồi trụ đi trên hư không, có tòa sen và trụ trên hư không, tới núi Linh Thú mới đánh lễ Phật Thích Ca. Là Bồ Tát Đại Trí Văn Thù là tiêu biểu cho căn bản trí, cũng gọi là vô phân biệt trí. Mà Bồ Tát Đại Trí Văn Thù, cái trí Đại Trí Văn Thù là thí dụ như là vàng khối, vàng từng khối to. Cái trí nó thanh tịnh, vô phân biệt trí đó là cái trí mà, cái trí cái căn bản, cái trí mà vô phân biệt đó, thì nhìn sự vật hiện tượng mới nguyên đúng nguyên chất của sự vật hiện tượng, mới thấy rõ được cái chân lý, cái nguồn gốc, cái chân lý của sự vật hiện tượng. Còn như Bồ Tát Trí Tích đó, thì nhìn qua cái sự phân biệt đánh giá rồi, cho nên cái nhìn, cái nhận thức của Trí Tích thì không thấy rõ được cái bản chất
chân thật của sự vật hiện tượng. Tôi nói ví dụ như giờ cái bình bông này, mình nhìn bằng cái đại trí văn thù á, thì cái bông lan này không có gọi là bông lan, cái giống này là giống Trolocobo, không có nói tên gì tên đó. Trolocobo, đặt cho nó cái tên Trolocobo là nó thuộc về trí tích. Cái trí này là do người ta đặt ra, hậu đắc, người ta dịch ra Trolocobo là trồng lâu không bông, là do gì? Ta dựa vào cái trồng lâu không bông, ta đặt cho nó cái tên là Trolocobo. Còn như đại trí văn thù là căn bản trí, ta nhìn cái hoa này ta không có nói lan gì hết trơn, ta nói tánh như vậy, cái hoa này cái tánh nó như vậy, cái tướng nó như vậy, cái thể chất nó như vậy, cái lực dụng như vậy, cái nhân như vậy, cái duyên như vậy, cái quả nó ra như vậy, và nó như vậy, cái báo nó như vậy, là như vậy. Nhìn sự vật hiện tượng ta thấy rõ cái bản chất của nó là sao, là ta thấy vậy. Rồi còn nhìn thêm đi sâu vào cái thực tướng nữa, ta thấy cái hoa này nó là do từ cái chất không hề có hoa, từ những cái duyên mà không hề có chất hoa, vậy mà nhiều cái duyên không hề có chất hoa lại kết hợp thành ra cái hoa, là như mặt trời, ánh nắng mặt trời, như đám mây, như nước mưa, như phân, như rác, như không khí, như mùa sương, vân vân. Tất cả những cái đó mà tạo duyên khởi hình thành ra một cái thứ gọi là hoa, chứ kỳ thật nó không là hoa gì hết. Một thứ nó như vậy đó, tánh như vậy, tướng như vậy, thể như vậy, lực như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, nó như vậy, là như vậy. Thì bao nhiêu cái điều kiện trùng trùng vô tận tác động qua lại nhau mà bây giờ là nó sinh ra cái đó. Thế thì cái đó là cái đó, không phải là hoa, cũng chẳng là tên gì, nhưng mà bây giờ đây đặt cho nó là cái hoa, gọi là cái hoa lan. Thì đó là cái mà gọi là hoa, là thuộc về sai biệt trí rồi, có danh ngôn rồi. Thì hoa gọi là hoa lan, mà lan là lan gì? Nó cả ngàn mấy ngàn giống lan, mà lan này là cái loại lan Trolocobo. Thế thì là nó trồng lên cái sai biệt từng lớp. Cho nên cái trí mà ta gọi là căn bản trí đó, ví như dạng khối đó. Còn cái mà hậu đắc trí ta ví như là vàng, mà vàng làm ra hoa tai, cà rá, chuỗi rồi vòng, rồi xoa, rồi xuyến, rồi tâm, rồi nhẫn, nghĩa là đựng cả rõ vậy nè, đựng cả bụng cả rõ vậy nè. Nhưng mà thật sự ra đó, so với dạng khối đó, thì cả rõ này nè đem vô mà làm thành khối lại đó, thì nó chừng 3-4 lượng vàng à, mà làm ra nó cả bụng vậy nè. Trong khi cái khối của người ta nó to hết sức, ta làm ra nghĩa là nếu mà cái diện tích nó bằng cái bụng này đó ha, thì ta làm là không biết bao nhiêu ngàn cái đồ mà nữ trang như vậy. Thành ra cái trí mà gọi là sai biệt trí là trí tích. Còn đại trí văn thù là tiêu biểu cho căn bản trí, cũng gọi là vô phân biệt trí. Hằng ngày mình sống bằng sai biệt trí. Sai biệt trí cũng gọi là phân biệt trí. Cái trí đó lầm lẫn nhiều lắm, không có nhìn thấu triệt được cái nguồn gốc của vạn pháp. Nhìn bằng căn bản trí mà mình mới là nhìn được cái thực tướng của vạn pháp. Thực tướng của vạn pháp là vô tướng, thực tướng của vạn pháp là tự nó, là không, không hề có cái tự ngã. Do nhân duyên trùng trùng các cái duyên khác, các cái món để rồi nó sanh ra đó. Lấy một cái hoa này biết là bất cứ là cái hoa nào đều là vô số dữ kiện. Từ cái mà dễ thấy nhất là mặt trời, không có mặt trời không có sanh cây được. Đám mây, không có đám mây không có hơi nước,
là không có nước, khô cháy hạn thì không sinh cây được, cho nên phải có đâm mây nước. Mây rồi không có đất thì cũng không sinh được, mà đất không có các cái chất, nghĩa là bao nhiêu cái chất ở trong đất, rồi có những cái rác, những cái mùn mới sinh được. Rồi trong đó không khí, bao nhiêu những cái thứ khí nó hợp lại với cái điều kiện nào đó, nó mới sinh ra một cái loại hoa cỏ nào đó. Thế thì nó trùng trùng duyên khởi. Thấy như vậy đó mới là gọi là cái căn bản trí, phải thấy được cái thực tướng của vạn pháp. Còn mình sử dụng hàng ngày là sử dụng cái sai biệt trí. Sai biệt trí là trong đó nó sanh được biến kế sở chấp. Hàng ngày đều là biến kế sở chấp hết. Đặt ra cho nó cái danh ngôn, mà đã có danh ngôn là không còn là thực chất nữa. Cũng như vàng là nó một khối thì nó không là vì không là cái gì cả, mà mình làm ra đó mình gọi là chiếc dây chuyền, sợi dây chuyền gọi là chiếc nhẫn. Nhưng mà cái thực chất vàng là không phải là vậy. Thực chất vàng là nó từng khối cơ mà. Còn cái mà mình thấy vàng mà có tên đó là cái vàng đó so với cái dạng khối kia nó từng phần trăm phần ngàn nào đó thôi. Còn Bồ Tát Văn Thù ở đây nữa nè, mà nó từ dưới biển mà vọt lên ấy, cái cung rồng Ta Kiệt La mà vọt lên ấy, là cái đó phải để ý mà học nữa. Học cái đó là phải nhớ rằng là đây là cái cách mà Đức Phật cho biết, là Đức Phật nói kinh có 12 cách, là cái văn, cái thể loại gọi là cái loại văn trường hàng, trùng tụng, cô khởi, thí dụ, nhân duyên, tự thuyết. Nhưng mà cái thực chất vàng là không phải là vậy. Thực chất vàng là nó từng khối cơ mà. Còn cái mà mình thấy vàng mà có tên đó là cái vàng đó so với cái dạng khối kia nó từng phần trăm phần ngàn nào đó thôi. Còn Bồ Tát Văn Thù ở đây đó nè, mà nó từ dưới biển mà vọt lên ấy, cái cung rồng Ta Kiệt La mà vọt lên ấy, là cái đó phải để ý mà học nữa. Học cái đó là phải nhớ rằng là đây là cái cách mà Đức Phật cho biết, là Đức Phật nói kinh có 12 cách, là cái văn, cái thể loại gọi là cái loại văn trường hàng, trùng tụng, cô khởi, thí dụ, nhân duyên, tự thuyết, bổn sanh, bổn sự, vị tằng hữu. Đây là nói về cái loại, cái bộ loại nó thuộc về vị tằng hữu, là nói cái chuyện lạ lùng vậy đó. Nói chuyện lạ lùng để nó chở đựng một cái triết lý ở bên trong mà. Chứ đừng có mê tín nó. Bồ Tát Văn Thù ở dưới biển vọt lên dưới cung rồng Ta Kiệt La, biển nào cái cõi của ta ở đây nè, ta đang ngồi dưới biển đây mà ta đâu có hay. Ta đang ngồi dưới sông đây nè. Ái hà thiên xích lạc, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ tảo cấp niệm di đà. Đấy, cái bài kệ đó. Ta đang ngồi trong cái sông ái, ta ngồi trong cái biển khổ đây nè, ta đang ở trong cái cung rồng Ta Kiệt La đây nè. Khổ hải vạn trùng ba sóng đánh âm y áp thấp nhiệt đới, nó cuộn cuộn lên, nó cả nó bừa đi cả làng, cả xã, cả quận. Đau khổ chết chóc vô vàn, ta đang ở dưới biển đây nè. Chứ đừng tưởng đâu ta ở trên khô. Ái mà. Trời ơi, hỏi bà nội đây nè, cổ biết bao nhiêu gì ái không? Có người nào mà không khổ gì ái? Đây là nói đây là cuối, tôi cuối đây cho đánh nè. Đó, ai đâu đưa tay lên đi. Rồi đem ra mai đây, tôi cuối cho đánh chơi. Sống ở trong biển ái, mà trong sông ái, trong biển ái, mà các vị không đau khổ vì ái sao được? Biết bao nhiêu có người ái tới năm lường lần bãi lượt mà chưa xong. Có người cả đời tính ra không biết bao nhiêu lần ái. Nhớ thương người này trật, thương người kia trật. Yêu người nọ sấy, bắt người kia. Trong tâm hồn đau khổ cứ mất mát, được mất, chập chờn. Đau khổ biết bao nhiêu.
Đó là cái biển ái mà Bồ Tát Đại Trí Dân Thù ở trong đó mà gọt lên đó. Ta đang ở trong khung rồng Ta Kiệt La Long Dương rồi nè, ở trong biển ái rồi nè. Đó là cái lối cái bằng vi tầng hữu của đạo Phật, Đức Phật đã giao cho biết rồi. Ta nói kinh bằng 12 cái bộ môn, trong đó có bộ môn vi tầng hữu là ta nói chuyện lạ lùng, lạ lùng chuyện chưa từng có, nhưng mà để nó chứa đựng một cái triết lý. Chứ còn bằng không là nghe nói là Đại Trí Dân Thù mà có thần thông ở dưới biển giọt lên là không trúng kinh Pháp Hoa rồi đó. Đại Trí Dân Thù là giống như là vừa tàu lặn mà vừa phi đạn nữa, ở dưới nước đã rồi bấm nút nguyện tử cái nó bay lên. Vậy là Đại Trí Dân Thù thành phi đạn nguyên tử rồi, không phải vậy đâu. Tôi nhắc cho đại chúng để ý, những cái mà có cái vẻ quan đường mê tín nó không có phải là Phật không có nói trước cho mình biết đâu. Đó là cái bộ môn vị tầng hữu là nói những chuyện lạ, mà tôi đã nói nhiều lần là vấn đề âu cơ. Sanh ra 100 người con, vấn đề thánh giống là một đứa con nít vô dụng, vậy mà nghe quốc gia hữu sự, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, nghĩa là ngồi dậy đòi ăn, rồi bao nhiêu nhân dân bá tánh đem lại đồ ăn cho ăn nó lớn như thổi để mà ra đánh giặc cứu nước. Nhờ để nói lên cái triết lý là muốn hoàn thành một cái công hạnh lớn, một cái công nghiệp lớn lao cứu nước là phải nhờ cái sự đóng góp do sức dân hỗ trợ mới nó cái phong trào nó mới lớn lên được, cái sức mình mà kháng chiến nó mới thành công được. Cho nên ta nói rằng là gánh từng giống cả làng cả xã đem lại như ăn hết, ăn lớn như thổi à, lớn như thổi rồi thì cởi ngựa sắt đánh gãy giáo sắt rồi á thì nhổ lau nhổ tre mà phóng mà. Nghĩa là ý nói rằng đánh tận cùng, đánh mà khí giới không còn thì đánh bằng tre, bằng tầm vong, bằng gậy gộc, nếu mà hết tre đi nữa là nhổ khoai mì cũng phóng. Đại để là ta chứa đựng cái triết lý vậy đó. Đó là cái cấp bằng vi tầng hữu. Chứ còn không phải là ở dưới biển đâu. Ta đang ở dưới biển hết. Bởi vì người nào có bị ái là biển ái à. Người nào có yêu là dưới biển vậy hả? À? Mà nói đây ai không yêu nói nghe. Tôi đi Bắc qua hổng mà có bữa mà cái cậu tài xế ngoài Bắc mà nó nói một câu mà tôi cười mình tôi à. Cười trước mặt đông người rồi đã rồi tự nhiên cười mình. Có cái cô có ngồi trước chùa có làm công việc, tôi hỏi sao cô đó bữa nào cũng lại nói chuyện nhiều quá giống như cái chợ trước vậy không? Nhà cửa ở đâu, chồng con thế nào mà vậy? Nói cái cô đó đó bây giờ là coi như không có làm gì, ở với bà già cũng có gì làm ăn, thì bây giờ ra đây thì làm thế. Tôi hỏi gì chứ là chồng con không có sao đâu? Không có. Rồi vậy không có thì là cũng phải có chứ, để vậy kì. Rồi ôi, ở ngoài này nó cỡ 17, 18 tuổi là phải có chồng rồi. Còn hỏi với cô này cỡ như là cỡ này cô nó có nó cỡ là tuổi tí, hôm nay là 1, 13, 15, 17, 17 rồi nữa. Tôi nói 17 của nó, trời ơi, 17 thì làm sao? Làm sao mà có gia đình được? Tôi nói, ủa vậy là chết tươi rồi hả? Vậy là chết từ lâu rồi. Cả đó là mà chưa có chồng là chết từ lâu rồi. Tôi cười tôi nói trời ơi, người ta vậy mà ông nói là chết từ lâu. Nó ở quê là 16, 17 tuổi là phải lấy chồng, mà tới ngày 37 mà không lấy chồng được là chết từ lâu rồi. Cho nên tôi nói cái đó là một cái khổ đó.
mà đâu phải là không có gia đình là không có ái. Đừng có tưởng đâu là tưởng không có gia đình rồi lấy Romay lại đòi quýnh tôi nha, không quýnh không có được đâu. À, cũng vẫn cứ ái như thường. Rồi nói sâu hơn nữa, hỏi tới mấy ông thầy tu này có ái không, đừng tưởng nha. À, cũng chết từ lâu rồi đó. Tu là tu vậy chứ cũng chết từ lâu rồi đó. Tôi cười thẳng. Chúng ta ngồi ta làm ăn vậy mà nó chết từ lâu rồi. Bởi vì đọc cái đoạn này là tôi xin nhắc lại là dứt khoát không được mê tín. Biển ái là chúng ta đang ở biển ái đây. Mà đại trí văn thù là những cái người mà ở trong cái cõi đời này mà giáo dục cho người ta cho phát sinh trí tuệ. À, rồi bây giờ từ cái trí tuệ đó mà vượt khỏi những cái ái hà. À, làm cho nhiều người vượt qua khỏi cái biển ái đó. Cho nên nói rằng là tất cả đều là ngồi trên tòa sen mà bay trên hư không. Có nghĩa là do đại trí văn thù giáo hóa, học theo đại trí văn thù mà vượt ra khỏi cái sông mê, cái biển ái. Mà cái người mà đã vượt ra khỏi cái biển ái, cái sông mê mà tỉnh thức rồi, thì cái người đó coi như người đó đã vượt bay lên hay không được rồi đó. Chứ không cần bay đâu mà đã bay rồi đó. Cho nên nói là nói vậy chứ trong này cũng có người từ biển ái vượt lên rồi, chứ không phải chết từ đâu rồi ai cũng chết hết. À, có người ta cũng vượt ra, người ta đã chìm lâu lắm rồi, rồi giờ người ta lội lên rồi giờ người ta giọt lên. À, chứ không phải không có. Giọt lên rồi có khi giọt lên rồi lâu lâu rồi nó rớt xuống. Cho nên cái pháp môn niệm Phật đó, mà muốn ra khỏi cái biển ái là niệm Phật cũng ra được đó. Khi nào mà nó chìm lặng trong mình, nó làm cho mình lặng ngụp đau khổ quá trong cái biển ái đó, thì cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, 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 gắng răng niệm á, được cũng ra được biển ái. Chứ giờ cái ái nhiễm đó, cái ái tâm nó hoành hành quá rồi, hoành hành đau khổ quá rồi, thế thì là giờ là phải niệm A Di Đà, tạo cấp niệm A Di Đà, có nghĩa là phải niệm gấp. Hồi đầu còn Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Mà niệm gấp chứ không là cái tâm ái đó nó xen vô nữa, xen nữa là khổ. Cái bằng tảo cấp niệm Như Đà mới niệm tôi gấp. Thì cái vụ mà đốt đầu này cũng vậy nè, đốt ba liều này cũng vậy nè. Hồi đầu còn niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà cái niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì ở trên này là mấy cái ông đó phải ấn xung quanh này nè, ấn hãy nghe niệm gấp là tảo cấp niệm Như Đà đó là phải ấn mạnh nè, chứ không là phủi nha. Không phải chơi đâu, đốt á. Nhưng mà nói cho tôi không có phủi à, hồi đó tôi đốt bà giáo. Hồi đó là tôi không niệm Di Đà mà tôi tụng chú Đại Bi, nghĩa là tôi tụng trong trí tôi, nghĩa là từng chữ một rõ ràng. Nhưng mà cái này là tại tôi đốt chơi chứ không có nhầm gì hết á. Tôi nói giờ muốn đốt chơi vậy hả, nghĩa là
người ta nói rằng là tam đàn cụ túc gì, tôi nói không cần phải tam đàn cụ túc mới đúng. Mà bây giờ nghĩa là nguyện đi trên con đường đạo thử coi, bây giờ đốt chơi. Thành ra buổi lễ của anh ta vậy là tôi xin vô đốt, xin vô đốt, mà không phải là trách nhiệm vai trò bắt buộc phải đốt, mà tự đốt chơi. Đốt giống như Thánh Nhân Đi mà hồi xưa hứa với bà mẹ, nghĩa là con từ đây nữa là con không có dám nói dối với mẹ nữa, con lỡ dạy từ trước tới giờ bà mẹ giận mà. Ông gấp lửa than không, để vô cái tay ông, để bàn tay ông đây, con xin hứa với mẹ con không hề nói dối với mẹ nữa, là để lửa than cái này cháy cái vết tay đó, để sau này thấy cái vết tay của mình nó như vậy đó thì mình nhớ cái lời hứa của mình với mẹ như thế nào. Thế còn đây trên đường tu hành mình cũng là nguyện làm đạo, thành ra đốt chơi, chứ không có tính phước đức gì và ai chứng gì hết. Đó là cái ý niệm riêng của tôi là vậy. Chứ con người thì đốt là cũng niệm quýnh vậy. Có người chịu không nổi phủi, niệm gấp mọi cái tảo cấp niệm Di Đà cái phủi, cho nên nó trái nó méo xẹo à. Trái nó méo xẹo, nó không tròn, bởi vì nó lan đó mà. Nó lan nó phỏng. Còn tôi gan lì thì nó đốt là nó tròn ủng mẹ, là tại gan lì không có vậy đó. Để ý cái chỗ đó, để ý cái bộ môn 12, cái bộ kinh đó, cái bằng thập nhị bộ kinh đó, Phật nói 12 thể tài, 12 cách, trong đó có cái bộ môn vi tạng hữu. Cho nên không được mê tín những cái chuyện mà có cái vẻ quan đường này. Nó không phải là quan đường mà người ta nói cái bộ môn vi tạng hữu. Rồi nhờ đại trí Văn Thù mà mọi người từ dưới biển lớn giọt lên trụ trong hư không. Đấy, chúng ta nếu mà chúng ta học theo cái đại trí Văn Thù, ta bồi dưỡng trí tuệ đó, ta nhận thức được cái thực tướng của giáo pháp, là chúng ta cũng có quyền trụ trên hư không đấy chứ. Trụ trong hư không có nghĩa là cái tâm không hề trụ, không hề mắc ở trong tài sắc danh thực thùy. Trong ngũ dục ta không có trụ, dựa vào nghĩa là chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ mạng, ta không trụ. Trụ tức là mắt, trụ tức là chấp. Thí dụ chấp cái ta, chấp cái bản ngã này, quan trọng quá cái bản ngã này, tức là ta chấp ngã là ta trụ ở nơi cái tướng ngã. Chứ trụ là vậy đó. Nhưng mà tôi xin nhắc đại chúng nha, tất cả chúng ta là đa số đều trụ trong cái ngã chấp nhiều lắm đó. Ráng mà tỉnh thức, phải nhẹ đi cái vấn đề chấp ngã thì trên đường tu mình mới có an lạc được. Còn hãy nặng về cái chấp ngã thì mình, sự an lạc của mình lâu phát triển lắm đó. Rồi nhân tướng, ngã tướng là nhân tướng, là tướng tướng nha. Tướng nhân là tướng người khác. Thế mà mình nặng về cái tướng ngã, cái bản ngã của mình, thì mình thấy người khác là ngoài mình, là khác với mình, là không phải mình. Thì cái ý niệm mà cạnh tranh vì giàu vừa nghèo, vì so sánh vì giàu vừa nghèo, vì danh lợi, vì địa vị, vì tài vì sản, về sắc đẹp vân vân, đều là cạnh tranh hết. Cạnh tranh và so sánh, đánh giá hơn thua, đẹp xấu, giàu nghèo, đủ thứ. Thế thì là thấy có tướng ngã thì hay nặng về tướng ngã thì cũng nặng về tướng nhân. Mà có tướng ngã tướng nhân thì nặng thì cũng vướng vào cái tướng chúng sinh. Tướng chúng sinh tức là cái tướng mà giảng pháp hiện hữu, cho rằng giảng pháp là có thật,
cho nhân pháp là có thật. Rồi cái tướng thứ tư người ta gọi là cái tướng thọ mệnh, cho rằng là sự sống này là sống thật mà chết là mất thật. Đó. Chứ còn kỳ thật là đối với đạo Phật là cái tướng thọ mệnh cũng quan trọng lắm đó. Cái người mà học đạo phải cho rằng là cái sống này không gọi là mới sanh, không gọi là có, mà cái chết đi không gọi là mất. Nếu mà cho rằng chết đi là mất là mình chấp mắc về cái tướng thọ mệnh, mình cho rằng sống mới là sống, còn chết đi là mất là chấp về cái tướng thọ mệnh, là đau khổ vì cái tướng thọ mệnh. Cái chỗ này sâu lắm á. Mà cái người mà học đạo á, là phải quán chiếu rằng là cái sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc. Thành ra cái sanh mà ngày nay để gọi là có sanh đây đó, chứ không phải mới sanh, mà mình đã có từ vô lượng đời kiếp cho tới bây giờ. Bây giờ chẳng qua là cái lúc mà nó hiện hữu. Cũng như là những cái đợt sóng mà các vị thấy ngoài biển đó, những cái sóng mà lúc mà mình đi mà trời mà phẳng lặng như là cái vịnh Hạ Long, cái lúc mà mùa thu này là trời phẳng lặng là nó như gương vậy đó. Nhưng mà nếu bữa nào mà có hơi gió đó là vịnh Hạ Long vẫn có sóng lên. Thế thì cái sóng đó không phải mới sanh trong cái ngày, cái buổi mà các vị đi, mà nó đã từng sanh từng vô lượng triệu năm rồi. Rồi nếu mà không có cái duyên thì là nó diệt, nó diệt, nó nằm xuống dưới cái nước đó. Các vị thấy như nó không có, các vị thấy như nó không sanh, coi như nó mất rồi, chứ kỳ thật nó không có mất. Nó diệt về cái bản thể phẳng lặng đó. Rồi có bão, có tố, có dòng gió áp trong chuyện đó, thì kể cả vị Na Long nó vẫn nhô lên ào ạ. Thế thì là cái đợt sống, những đợt sống mà nó sinh đó không phải là nó mới sanh ngày đó, giờ đó, mà nó đã từng vô lượng kiếp nó đã sanh. Rồi cái lúc mà không có áp thấp nhiệt đới, không có gió, cái sống nó diệt không có nghĩa là nó mất, mà nó trở về cái bản thể phẳng lặng của nước. Thế thì là trong lúc nó phẳng lặng đó không có nghĩa là nó diệt mất. Diệt để rồi có điều kiện nó lại hiển lộ sống lên. Do vậy cho nên là cái người học đạo là tư duy cho tới nỗi nghĩa là không còn chấp mắc về cái tướng thọ mệnh. Chỗ hay lắm. Tướng thọ mệnh không có nghĩa lý gì. Vấn đề ký hồ sanh, ký hồ tử, sanh tử, du du, vô định chỉ này, nghĩa là tư duy quán chiếu mà cho sâu rồi. Tôi luyện mỗi ngày rồi là vấn đề sống chết không có đáng sợ. Chừng đó sống như chơi mà chết cũng như chơi vậy thôi. Nhận thức được cái đó là cái chân lý ta gọi là tỏ ngộ được vô sanh pháp nhẫn. Thấy được cái bản thể của vạn pháp là không sanh, không diệt, sanh không thật sanh. Cho nên cái lúc nó diệt không có thật diệt, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Mà tư duy quán chiếu hàng ngày mà bồi dưỡng như vậy là cái lúc chết các vị không có đau khổ, là các vị gọi là giảng sanh cực lạc. Chứ còn các vị mà sợ mà chấp cái bản ngã quá chừng, mà rước cả trăm ông thầy đi nữa là chẳng qua tốn vàng thôi chứ không có được gì hết. Mà công tốn công đức, các thầy có trách nhiệm phải dạy cho người đệ tử Phật giảng sanh bằng cái kiểu đó. Chứ còn sợ chết quá, thương con thương cháu quá không được. Trong khi các vị chết á, các vị vẫn còn ở trong người con trai, còn ở trong người con gái của các vị, các vị còn trong đứa cháu ngoại, cháu nội của các vị, nó còn đó chứ. Rồi các vị sẽ còn ở trong hư không, các vị còn trong cỏ cây hoa lá, nghĩa là thất đại nó trả về cho thất đại, chứ nào có mất đi đâu hết. Rồi sau đó nó duyên khởi hình thành trở lại. Phải tập như vậy là để xa lìa được cái tướng thọ mệnh, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ mệnh tướng. Chấp tướng thọ mệnh là chấp đau khổ vô cùng. 1.000 người như 1.000 người đều đã bị đau khổ hết. Đừng có hòng giảng sanh mất công. Ngay bây giờ phải huấn luyện cho được, thấy được cái tính chất duyên sanh của vạn pháp, rồi xa lìa cái tánh duyên sanh
như quyển đi, sao liệt cái tánh chấp thọ mạnh tốn, và hàng ngày phải nhẹ đi về cái ngã tốn. Ráng mà tập như vậy, các vị sẽ có an lạc nhẹ nhàng, chứ ai cũng phải chết hết á. Các hàng A Lớn đều chết hết mà, Đức Phật Thế Tôn còn phải chết kia mà. Nhưng mà chết không có nghĩa là mất. Hiểu được cái chân lý đó thì trên đường tu các vị sẽ thấy nhẹ nhàng, các vị không còn sợ hãi. Bồ Tát Trí Tích hỏi Bồ Tát Văn Thù: ngài qua cung rồng hóa độ được bao nhiêu chúng sanh? Bồ Tát Văn Thù đáp: vô lượng. Độ được vô lượng, trong giây lát ngài sẽ tự chứng biết. Cho nên chúng sanh tuy nhỏ trong biển á vậy, nhưng mà nếu mà có đại trí Văn Thù giáo hóa, cũng có người người ta tỏ ngộ được chứ đâu phải không có. Cũng có người bay bổng trụ trên hư không được đó chứ. Dù là ở cung rồng, nhưng mà nếu được quay về nương tựa với đại trí Văn Thù, vẫn có khả năng trụ trên hư không được. Nói cách khác là chúng ta là người ở trong biển khổ ta bà, biển ái, mà ta học với những cái người, với những kinh sách, kinh pháp mà bồi dưỡng cho ta một cái thứ trí tuệ, ta nhận thức được cái chân lý, ta có một cái thứ trí tuệ, ta thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của giảng pháp, ta có thể vượt ra, vượt lên hư không mà trụ trong hư không. Ta không còn trụ chấp ở nơi các cái hiện tượng mà vật chất hữu tướng ở trên cõi đời này. Điều đó có thể làm được đấy chứ. Họ muốn được vậy là phải học với đại trí Văn Thù, nghĩa là phải bồi dưỡng trí tuệ. Văn Thù nói chưa dứt lời, vô số Bồ Tát ngồi hoa sen từ biển giọt lên đến núi Linh Thú, trụ trong hư không, tất cả đều do Bồ Tát Văn Thù hóa độ. Thấy không? Ở trong biển ái mà có tu học theo đại trí Văn Thù là từ những biển có thể vọt lên mà, vọt lên trụ trong hư không được mà. Thế thì chúng ta bây giờ đây cũng vậy, chúng ta học kinh, chúng ta bồi dưỡng trí tuệ, thì chúng ta cũng có quyền vọt lên trên hư không, trụ trên hư không vậy, để tới núi Linh Thú, tức là tới Phật, tới để gặp Phật, gặp Phật Đa Bảo, gặp Phật Thích Ca. Ta có thể gặp được đó chứ, mặc dù ở dưới biển, ở dưới biển ái. Nên nhớ rằng biển là chúng ta đang ở dưới biển đó. Nhớ cái câu là ái hà thiên xích lãng mà khổ hải vạn trùng, vạn trùng ba đấy, chứ không phải chúng ta trên bờ. Nhưng mà cái đó ta gọi là, ta gọi là dụ đó. Cái đó ta gọi là, là tí dụ. Là ẩn dụ, là quán dụ, nó có nhiều thứ dụ. Đó là một cái thứ ẩn dụ. Thật sự chúng ta không phải ở dưới biển, nhưng mà vì nó nhận chìm ta quá đi, nó làm ta ngột ngạt, ta đau khổ vì cái ái, cho nên gọi nó là ái hà, gọi là khổ hại. Rồi đến núi Linh Thú, đến núi Linh Thú tức là từ biển mà vọt lên núi mà. Từ biển mà vọt lên núi là cái chuyện khó làm rồi, mà lên núi để mà gặp Phật, tức là nó đạt tới cái trình độ trí tuệ cao tột, hướng về nội tâm của mình. Bồ Tát Trí Tích thấy vậy bèn nói một bài kệ:
tán thán rằng đức của đại trí mạnh mẽ quá độ được vô lượng chúng sanh. Nay trong đại hội này tất cả nhận thấy rõ đại trí nói nghĩa Phật tướng mà bày cái pháp nhất thừa. Chứ Phật tướng nó mong kép là để nhắc nhở những người học. Mà nói tới Phật tướng là phải nhớ Phật tướng là vô tướng, là phải thấy cho được cái tính chất vạn pháp không hề có cái tự ngã. Đấy, vô tướng là cái tướng không. Mà tướng không đây nghĩa là không hề có tự ngã. Thí dụ như hoa lan này không hề có tự ngã là lan. Lan là không có là cái gì hết đó, mà nó là do cái tướng, cái một phần của mặt trời, một phần của đám mây, một phần của nước mưa, một phần của đất, một phần của không khí, một phần của các cái thứ khí, một phần của rác, một phần của phân, vân vân và vân vân, mà nó thành ra cái lan này. Chứ kỳ thật lan này không hề có một cái tự ngã. Lan là cái gì cả, mà do nhiều duyên như vậy mà hình thành ra. Đó là thật tướng đó. Cũng như con người của chúng ta, thấy được cái thật tướng của con người của chúng ta cũng y như, cũng nói y như vậy. Trong con người của chúng ta không có cái gì là chúng là ta cả, càng không có cái tên ta, không có tương quan gì với con người ta. Mà nó từ cái duyên của cha, của mẹ, của cỏ cây, của hoa lá, của trời, của trăng, của không khí, của đất, của phân, của rau rác, của các cái thứ động vật thực vật hỗn hợp lại thành ra một con người của ta. Ta sống đây, sự thật là nó là cái hỗn hợp các duyên mà nó tồn tại, nó hình thành. Hiểu được như vậy là nó nhẹ đi cái vấn đề chấp ngã và chấp thọ mệnh. Ngã tướng thì thọ mệnh tướng. Thành tôi nghiên cứu kỹ rồi đó, là người Phật tử chúng ta đã gọi là Phật tử mà học Phật là nhất định là mình phải dứt khoát, là mình phải tạo cho mình một cái đời sống, nghĩa là phải có cội mở từng từng giai đoạn một để đi tới cái sự an lành, từ ít cho tới nhiều, từ thấp tới cao. Như vậy mới đúng là người đệ tử Phật, học Phật. Còn nếu mình không tập cội mở là chưa phải là đệ tử Phật giỏi trên cái đường học đạo đâu. Bồ Tát Đại Trí Dân Thù hỏi ở biển, Bồ Tát Đại Trí Dân Thù nói: ở biển tôi thường tuyên giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bồ Tát Trí Tích hỏi: kinh này rất thậm tâm vi diệu, vậy có chúng sanh nào siêng tu theo kinh này mà mau thành Phật không? Bồ Tát Văn Thù đáp rằng: có con gái của Long Vương mới lên 8 tuổi mà đầy đủ cái trí đức ở trong khoảnh khắc phát Bồ Đề Tâm, làm được là được bất thối chuyển, biện tài vô ngại, từ bi rộng lớn, công đức đầy đủ, có khả năng đến cái quả Bồ Đề. Cái câu nói đó là một cái nền giáo lý mà nói theo cái danh từ đại nay đó, một nền giáo lý như là cách mạng, cách mạng về xã hội ghi gớm. Cho tới đời nay ở trên thế giới người ta vẫn còn kỳ thị cái người nữ, mà người nữ là tranh đấu ghê gớm, bao nhiêu lần đổ máu mà cạnh tranh cái quyền lợi cho người nữ, có được công việc làm, có được cái địa vị chính trị trong xã hội thôi, mà trên thế giới tranh đấu nhiều lần xảy ra sự đau khổ chết chóc, mà còn chưa xong. Còn cái thời kỳ đó ở đây nè, Đức Phật mở ra một cái cửa thênh thang rộng lớn, nam nữ bình đẳng nè. Cho nên cái thời kỳ mà Đức Phật mà độ cho cái hàng tỳ kheo ni, bà ma, ma sa ma đề, gia du đà la vân vân mà tu hành đó, là một cái điều kiện vô cùng khó khăn của đạo Phật đó chứ. Cả một sự tranh đấu ghê gớm, một tư tưởng cách mạng vĩ đại
mà làm rất là nguy hiểm đối với các đạo khác đó chứ. Do vậy cho nên là cái Phật đưa ra cái lý do mà cái phái nữ mà tu hành có 8 cái điều mà gọi là bát kỉnh pháp so với hàng tỳ kheo đấy. Đọc nghe qua giống như là Đức Phật kỳ thị giữa nữ và nam, chứ không phải. Hiểu sâu vào cái tâm lý, cái hoàn cảnh mới là kính quý Đức Phật. Đó là cánh cửa mở cho cái hàng nữ lưu được vô trong cái giáo đoàn mà tu để mà được cái quả vị giải thoát giác ngộ ngang bằng với phe nam. Mà muốn như vậy là phải chịu khó đi qua cái cửa nhỏ một tí. Đi qua cái cửa nhỏ đó rồi thì là sẽ vô trong một cái nhà thênh thang giống nhau, nhưng mà buộc lòng phải đi qua cửa nhỏ. Nếu các vị không chịu qua cửa nhỏ đó là các vị không được quyền vô cái nhà. Cho nên là bắt cái pháp là một cái điều kiện phải tạo cho mọi người thấy rằng người nữ không được bằng với người nam. Họ muốn bằng được người nam ở trong một cái nhà này, các vị phải đi ngang qua cửa nhỏ, chịu không? À chịu thì vô, mà không chịu là không vô. Chứ còn các vị không được bằng người nam là vì làm như vậy để cho xã hội người ta thấy rằng à, té ra ông này ông cũng giống mình, ở cái đạo ông cũng giống cái đạo mình, nghĩa là cũng kỳ thị người nữ xấu xa đủ thứ. Cho nên là phải bắt ép người nữ phải chịu cái thiệt thòi vậy mới, đó là cái cửa để mở cho nam nữ bình đẳng. Cái thời kỳ đó rất là khó khăn. Chứ bây giờ đó nè, các cái đạo trên thế giới giờ đó là như là đạo Hồi, người ta là người nữ đi ra đường phải bịt mặt, mà không có được mở mặt ra, sợ người ta thấy. Và là nó nhiều cái thứ bị áp bức dữ lắm. Nhưng mà chỉ cần bắt kính pháp là vô cái cửa hẹp đó một tí rồi là bình đẳng. Khất thực giống nhau, tu hành giống nhau, học chánh pháp giống nhau, và chứng đạo vô thượng bồ đề có thể giống nhau, nếu mà người nào mà đủ khả năng giống nhau. Cho nên cái đó là cái phương tiện vô số trí tuệ của Như Lai mới làm được việc đó. Chứ không là xã hội nó phản đối lên, các đạo khác nó phản đối lên, làm sao mà Đức Phật chịu được. Cho nên là cái vấn đề người nữ này mà thành Phật được cũng là một cái tư tưởng cách mạng ghê gớm vĩ đại. Bồ Tát Trí Thức nói chính Đức Phật Thích Ca còn phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ, chứa nhiều công đức, làm những việc khó làm mới thành được đạo Bồ Đề. Làm sao tin được cái chuyện long nữ trong chốc lát mà chứng thành chánh giác? Luận đàm chưa dứt, bỗng nhiên long nữ hiện ra lễ Phật, rồi đứng qua một bên nói bài kệ tán thán pháp thân, báo thân và ứng thân Phật, và cho biết là nàng do đã nghe được cái nghĩa thật tướng của nền giáo lý nhất thừa mà được chứng thành Bồ Đề đạo. Cái nghĩa thật tốn và giáo lý nhất thừa, cái người học đạo để ý rằng tu hành đừng có bao giờ các vị cầu được cái quả gì hết đó. Cái quả vị tu đà hoàng, tư đà hàm, tư đà a na hàm, a la hớn, quả vị bích chi phật, nếu mà người nào mà tu hành còn để ý mà mong cầu đạt tới cái đó là người chưa phải là đệ tử giỏi của Đức Phật đâu. Sự thật cái đó không phải là cái chứng gì trọi trơn đó. Không có gì để chứng hết á. Bởi vì bản chất của các ông thật sự là nếu mà sống đúng với cái Phật chất của các ông, của các bà, là các ông các bà là Phật, chứ không có cái quả gì nữa hết đó. Thế gọi là nhất thừa. Thế còn vô minh, còn tham sân si kiến tư hoặc dày đặc thì gọi đó là đời sống của người phàm phu. Mà gạn bỏ lần lần, gạn bỏ cho tới mà hoàn toàn dứt bỏ hết kiến tư hoặc, tầng sa hoặc, vô minh hoặc, thì các vị trở về với cái địa vị Phật, cái chất Phật, cái tri kiến Phật của các vị vốn có, chứ không có chứng cái gì đó.
ta gọi là đạo lý nhất thừa là vậy đó. Một là phàm phu, hả, mê là phàm phu. Hai là giác ngộ hoàn toàn thì các vị trở về địa vị cũ, các vị là Phật. Cũng giống như cái áo vậy nè, một là màn dày, hai là đất chìm nhèm. Thế là trong cái lúc mà vò mà giặt cái đất thì các vị là đất bắt đầu nó đen đen, các vị dò sơ sơ qua thì nó lợt bớt, rồi là dò thêm sợi bông vô nó trắng lần lần, rồi thì là dò riết đi nữa, thì dò mà cuối cùng mà thật sạch thì nó y như vậy thôi, chứ nó có cái gì khác nữa không. Còn cái lúc mà nó dợt mà từ từ mà nó còn, đó là tại vì các vị dò nó chưa sạch, nó mới sạch tới đó rồi gọi nó là nó còn hơi vàng vàng, nó còn hơi xám xám. Chứ kỳ thật là cái xám xám nó đâu phải là cái của cái áo này. Một là vàng dày, hai là đen xì, là bùn non tấp vô. Còn cái giai đoạn mà dò hết bùn non là nó ra cái áo của ta vậy thôi, chứ không có gì nữa đó. Thế thì cái đạo lý nhất thừa là vậy. Các vị là Phật hết rồi, mà tại vì cái bùn kiến hoặc, tư hoặc, trần sa vô minh hoặc, nó làm cho cái áo của các vị không còn là áo vàng, không còn là áo trắng nữa. Thế thì các vị muốn cho nó trắng trở lại giống như vậy mới là các vị phải giặt. Các vị muốn nó vàng như mới là các vị phải giặt. Thì cái thời gian giặt đó là nó giật từ cái đen ngòm cho tới nó xám xám, cho tới nó giật giật. Thế thì là các vị nói nó là cái gì? Thì đặt cho nó ở cái từ nó giờ nó còn giật giật, cho nó cái từ ở giờ nó còn hơi đen đen. Thế thì cái đen đen rồi đi lần tới cái giật giật, cái giật giật đi lần tới cái xám xám, thì cái gì là quả vị? Không có cái gì hết. Sự thật là hãy nó hết cái nhơ kia là nó trở thành cái áo vàng, nó trở thành cái áo trắng nguyên chất. Đó là đạo lý nhất thừa là vậy đó. Cho nên tu hành mà nghĩa là trong cầu quả này chứng đắc quả kia đó, nghe tội nghiệp lắm. Nay tôi được này, nay thấy tôi tu hành tôi được kia, mốt tôi được cái nọ, tội nghiệp lắm. Không bao giờ những người đó được cái gì hết, đều là vô minh che lấp hết. Cái đó được gọi là đạo lý nhất thừa. Nghe Bồ Tát Đại Trí Công Thù dạy về nghĩa thật tướng và giáo lý nhất thừa mà mau được thành Phật. Cho nên tiếng nhất thừa đây nè, đóng bọc và kép này nè, ngay cái hồi tao viết thì là nó đã là có chủ ý rồi, chứ không phải là viết cầu mai. Không có cái loại mà viết kinh cầu mai thì nói được gì nói, còn nói không được thì bỏ qua, trây trây vậy. Thì trầy bên ngoài không nhầm gì, ở đây là thứ nhất có chú ý đâu mà. Chữ này là phải học như vậy. Chữ thật tướng cũng vậy, đóng ngò kép tới chữ đó là nhất định phải học. Thuộc chưa? Chưa thuộc là phải học, chứ không phải là viết cầu mai đâu. Biết bao nhiêu sách vở viết cầu mai, hỏi cái chữ đó là nói gì để chi, không có nói được. Học như vậy là chưa phải học Phật. Những việc này chỉ do Phật mới chứng biết mà thôi. Tức là thành Phật mau chóng như vậy, việc đó chỉ có Phật mới chứng biết mà thôi. Bây giờ ông Xá Lợi Phất nói với Long Nữ: thân gái nhơ quế có năm điều chướng ngại là không được làm Phạm Thiên nè, không được làm Đế Thích, không được làm Ma Vương, không được làm Chuyển Luân Thánh Vương, và không được làm Phật, thì làm sao mà có thể thành Phật được? Và lại con đường Phật xa vời, phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ mới đi cùng mà. Cô nói rằng tu không bao lâu là chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì làm sao mà tin được? Ông Sa Lợi Phất nói rất đúng, nhưng mà đúng với cái trình độ học vấn của ông về kinh điển sách lược tiểu thừa, ông chưa nghe được, ông chưa tiếp thu được cái tư tưởng của Đại Thừa. Cho nên ông nói là người nữ có năm điều chướng, điều đó đúng, chứ không phải ông Sa Lợi Phất nói sai. Nhưng mà đúng là đúng với cái trình độ tu hành của ông là người tiểu thừa.
Long nữ liền lấy một hạt châu hiến dâng cho Đức Phật. Phật nhận. Long nữ hỏi Trí Tích: tôi hiến châu Thế Tôn nhận lấy việc ấy có mau chăng? Đáp rằng: mau. Trí Tích đáp: ông hãy lấy sức thần của ông xem đây, tôi thành Phật còn mau hơn việc đó. Toàn thể chúng hội liền thấy long nữ thoạt nhiên biến thành nam tử, đủ hạnh Bồ Tát qua cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi tòa sen báo thành bậc chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát Trí Tích và Văn Thù làm thinh. Mà ấy, người nữ thành Phật có khả năng thành Phật mau như vậy. Nếu người ta tu hành, ta được Bồ Tát Đại Trí Văn Thù bồi dưỡng, người ta có quyền trụ trên hư không, người ta có quyền ngồi tòa sen, và người ta có quyền thành Phật. Vì tất cả chúng sanh là Phật, thì người nữ cũng là người, cũng là một chúng sanh, cho nên người nữ cũng có quyền thành Phật. Không có gì lạ. Đó là con đường khoát đạt tư tưởng, nghĩa là triệt để cách mạng nhân bản của Đại Thừa Phật Giáo. Thế thì là hết cái phần chánh văn. Bữa sau sẽ ôn lại về cái phần thâm nghĩa. Hết giờ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp muôn vô lượng, phần đạo vô thượng thệ nguyện.